gọi Diệu Nhi là gái ế nữa. Isaac dùng cả thanh xuân để theo đuổi. Quân AP cũng tốn nhiều tâm tư. Ai nói Diệu Nhi là gái ế? Diệu Nhi đùa giỡn với trái tim của Isaac mấy năm nay rồi. Đau chỗ này nè, đau ở đây nè. Chị Nhi thì chị Nhi thể hiện ra dễ rồi. Còn em thích chị Nhi thì... thì... Trong làng hài V-Beat, Diệu Nhi chắc hẳn là một màu sắc vô cùng độc đáo, mang lại sự duyên dáng đầy khác biệt giữa đông đảo các nghệ sĩ. Mọi người vẫn hay trêu đùa Diệu Nhi là gái ế kể từ sau thành công của cô nàng trong sitcom Chiến dịch chống ế. Thế nhưng thực tế thì cô gái này lại khiến bao soái ca phải mê mẩn, dù chẳng phải thuộc dạng sắc nước hương trời. Một trong những crush lâu năm của Diệu Nhi phải kể đến Isaac, chàng nam thần khiến bao nhiêu cô gái chết mê chết mệt, nhưng lại khẳng định thầm thương trộm nhớ của em này. Điển hình như trong một chương trình, Isaac khi nhìn thấy cô gái ấy liền ngay lập tức dành phần giới thiệu. Tôi giới thiệu crush của Isaac, Diệu Nhi! Lúc này thay vì ngượng ngùng thì Diệu Nhi lại đáp trả một cách đầy hài hước. Xin chào người không bao giờ đến được với tôi, anh Isaac. Tiếp lời Diệu Nhi, cựu thành viên 36 năm cũng tiết lộ thêm nhiều điều thú vị về mối quan hệ của hai người trong nhiều năm qua. Anh nói, nếu mọi người nghĩ Isaac là bad boy là mọi người sai rồi, vì thực ra Diệu Nhi mới chính là bad girl đó. Tại vì sao mọi người biết không, Diệu Nhi đùa giỡn với tình cảm của Isaac mấy năm nay rồi. Lúc thì không biết có thích mình không mà sao rep tin nhắn của mình, lúc lại nhắn tin không thèm rep. Dứt lời, anh đưa tay lên phía ngực trái rồi nói, đau ở đây này, khiến mọi người trong trường quay đều được fan cười nghiêng ngả vì màn tung hứng của cặp đôi này. Ngay lúc này, Diệu Nhi lại tiếp tục phũ phàng với chàng trai trước mặt. Cô nói, cái đó là anh Isaac, ảnh tự nói chứ em không có bật đèn xanh đèn đỏ gì với ảnh hết đó nha. Với lại mình vô chương trình đi chứ ảnh cứ nói chuyện ngoài lề, mắc cười quá. Nếu là một fan của Diệu Nhi, chắc hẳn nhiều người cũng biết cô nàng này được Isaac công khai thả thính từ năm 2019 sau khi họ có cơ hội hợp tác chung tại một dự án phim điện ảnh. Trong buổi họp báo trước đông đảo khán giả, giọng ca Anh sẽ về sớm thôi khẳng định chắc như đinh đóng cột. Trước khi đóng chung, Isaac rất thích Diệu Nhi, còn sau khi phim đóng máy, Isaac mê luôn Diệu Nhi. Thế nhưng đâu chỉ có mỗi Isaac crush Diệu Nhi nhiều năm qua, mà còn có một nam thần khác cũng say như điếu đổ cô gái này. Trong một chương trình truyền hình, Diệu Nhi đã rớt liêm sỉ khi thả thính nam ca sĩ gốc Hà Thành, tự nhận mình là máy bay, gọi Quân AP là anh và xưng em cực ngọt ngào. Thế nhưng bản thân nữ diễn viên cũng chẳng thể ngờ được những màn quăng miếng ấy lại khiến anh chàng điển trai trước mặt muốn trở thành phi công. Ngay trên sóng truyền hình, Quân AB đã ngại ngùng bày tỏ, em thích chị Nhi mà chưa biết phải thể hiện như nào, khiến cả trường quay không khỏi bất ngờ. Diệu Nhi không phải là một cô gái có ngoại hình quá nổi bật, nhan sắc ấn tượng hay thần thái thu hút người đối diện. Tuy nhiên, sức hút của cô gái này có lẽ chính là sự duyên dáng hài hước và vui tính đến độ ai cũng phải mê mẩn. Ngay bản thân nữ diễn viên cũng từng khẳng định với đàn ông thì quan trọng là nhất dáng nhì da. Nhưng dáng cô không đẹp, da cô cũng xấu mà tóc cũng ít luôn. Nhưng mà Diệu Nhi vẫn có người theo đuổi, chứng tỏ điều đó không phải quan trọng nhất. Chắc hẳn việc hai mỹ nam đình đám của V-Beat là Isaac và Quân AB chết mê Diệu Nhi không khỏi khiến nhiều cô gái ghen tị. Có lẽ danh xưng gái ế năm nào không còn phù hợp với nữ diễn viên nữa. Chẳng qua là Diệu Nhi không muốn nhắc nhiều đến chuyện tình cảm đó thôi. Bạn nghĩ sao về câu chuyện của Diệu Nhi và Isaac, Quân AB? Hãy cùng chia sẻ nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!